Lấy mọc vậy không ta? Không có ăn hả? À, không ăn hả? Sao không ăn trời? Hồi nhỏ ăn hết rồi, giờ lớn rồi. Lấy hộp đi.
đặt cho mấy người này. Mà không thấy mập vậy chúng ta. Em không có ăn hả? À, không ăn hả? À? Sao không ăn trời? Hồi nhỏ ăn hết rồi giờ lớn ăn được nha. À hồi nhỏ hả? Hồi nhỏ ăn giờ lớn. À. Nhỏ qua phụ ăn hoài. À, nên là bây giờ là không có ăn hả? Chứ chân nói là không ăn heo quay. Hồi nhỏ ăn rồi. Hồi nhỏ qua phụ á, đâu phụ ăn ngồi chơi ngồi ăn vậy. À. Nghe bán ngồi sườn non gặm ngon chứ. Ừ, em lấy nguyên cây em gặm vậy đó. À. Không là lấy cái giá heo gặm. Rồi giờ cũng gặm. À cái này là cắt cho khách thôi hả? Đúng rồi, không chặt đâu. Không dẫn không nhỉ? Tại đi xa. Rồi đi xa. Bình Dương. À cái này là đi ship đi Bình Dương hả? Đúng rồi. Ồ, có khách ship đi Bình Dương này nghe nha. Cả nhà cứ gọi điện á, không có số phụ. Ồ, ship đi Bình Dương hấp dẫn không? À, còn gì miếng heo hấp dẫn. Lấy cho anh một cái đầu heo nha Út Trân. Dạ em mới nghe. Trân nghe anh. Đầu heo đi. Một trăm. Heo. Hai. Rồi. Heo là mấy
Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các nhà nha. Hẹn gặp lại các nhà trong các video tiếp theo của em.